Hello. Chào mừng cả nhà trở lại với video tiếp theo của kênh Trải nghiệm Đó Đây TV. Hôm nay mình đi đánh thử cái chai mật ong. Hôm trước mình mới quay cách đây 2 ngày, mới ngâm mới 2 ngày mà thấy nó thơm quá. Mình lấy mình đi câu cái chai mật ong ngâm táo tạo với lại kỹ tử mấy bạn. Ê, 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 trời rất rất đó. Nắp đâu, ừ, đổ tè le. Nó mình là hôm nay mình đánh mồi bung, mà mình đánh một cục bung, một cục dẻo. Tại vì lý do là sao mà đánh như vậy thì ở đây là nó có cà phê với lại cá chép, cho nên là mình đánh một cục vê với một cục bung nha các bạn. Đó. Thì cục vê là mình không có đánh, mình trồng với mật ong mình đánh. Còn cái cục bung á thì mình đánh cám 5 loại nguyên thủy thôi. Thì anh em coi á, là theo dõi coi mình câu cái lên cá không nha. Mà hôm nay mình đánh cái phao cỏ. Rồi, phao cỏ của bạn Tân Quỳnh tặng nè. Phao cỏ nha các bạn. Đánh thì cần 5,4. Ở đây không cho thả dây. Ở đây bắt bo bằng chết. Đó. Giờ để mình câu coi có cá không nha. Mình đang ở tại hồ gì, hồ Duyên Quê, nó gần cái hồ Hữu Trí mà. Này nước sâu cá chạy cũng khỏe phết. Chép. Cùi bắp chứ idol gì. Giờ xuống cặp mồi thứ hai là nó sơi rồi nè. Hả? Cho khoai hả? Cá ăn cám 5 loại với lại mật ong kỹ tử nha. Ủa cái gì cái sọt đâu à? Á gì? Sảy. Chép. Chép rồi. Ê chấm 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 chấm. Chấm đen, chấm đen, chấm đen sao? Chấm đen, chấm đen. Chấm đen, chấm đen, chấm đen. Hả? Chắc phải hỗ trợ xúc chứ. Anh bước qua bờ bên này nè. Bước bờ xuống dưới cho gãy cần. Từ từ từ, nãy nó nổi đầu rồi mà nó á chạy ghê quá. Tháo cái dù ra. Tháo dù chi? Không dưới nè. Chấm đen. Để cho anh chạy chút đi. Anh hai bước ra em chụp cái dù. Anh lấy cái dù lên rồi. Mở mở cái ấy anh. Rồi ok. À, chấm đen cũng to. Con này nó hàng năm nhiều lắm. Sắp lên. Lấy cái vợt kia anh không? Cái vợt sang hàng trong. Ăn cá mật ong chứ. Ở trong cái vỏ này anh lấy thay cái đầu vợt thôi. À chạy ghim ghim ghim. Chấm nó ăn như chép mà. Đen nó ăn cũng gần giống chép. À, mọi thầy. Nãy nó lên rồi chứ. Nó vô miệng rồi nó lên à. Nó vô miệng mà, nãy anh thấy rồi. Nó vô miệng rồi nó lên mà Nó ăn nó đừng ở bên mang là nó ăn đàng hoàng lắm, nó không có phải máng. Cá ăn miệng rồi, cứ từ từ bắt à, không gấp đâu.
tóc rồi mà còn đứng đứng lên. Á nước sâu con cá chạy khỏe ghê. Nó mệt lắm chứ. Coi chừng cái đầu này nè nãy. Ừ. Nãy lên rồi đó. Cũng sắp lên rồi. Chậm lì lắm. Thấy nó quần nãy giờ. Thả xuống ăn như chép. Con này chắc cũng cỡ chừng tầm 5 kg ạ, không lớn. Cái cần này nó hơi dẻo cho nên cá nó lên chậm lắm. Ừ, chấm mà nó lì lắm. Thân nó dài nữa mà. Đang cố gắng không cho nó ra. Ăn miệng 100% mà. Cá với em gì em cũng cá. Nãy nó lên nó thấy rồi. Anh quýnh cái nó nổi đầu. Sắp lên nữa chứ. Sắp lên nữa không? Á à, lên rồi lại xuống. Á à, lì ghê. Mệt. Chưa nắng đứng gọng chấm mệt thật luôn. Bẻ bẫy cây cần đó. Mấy ông quýnh sắp bẻ cây đó. Gặp mấy con lớn thì khó nhờ nó lắm. Con ăn miệng lên vậy nè. Bắt cái mặt vật sang hàng chưa? Thấy lên mặt rồi đó, lên mặt rồi đó. Nó lên rồi. Con này ăn miệng mà nãy. Dở lên nhóng lên thêm cái nữa là mới chuẩn. Ê. Đừng có đi ra. Để giật xuống, để giật xuống, để giật xuống. Đó. Wow. Má mệt. Rồi, dễ thoát được nó rồi. Hả? Ăn miệng mà. Ăn mồm là nó không có sao mà nó xảy được hết á. Đó. Nó ăn rất đẹp chứ đâu phải. Đâu? Có dùng con bánh tôi về tôi nuôi được không? Con này chiều về thịt chứ. Đó. Sao không gỡ cái lưỡi dưới trước em, cái lưỡi mắt giỏng vậy? Nó gỡ cái lưỡi đuôi nó trước nhé. Đá thì, sao được thì nó không xảy được rồi. Con này chiều về thịt nhậu hơi bị ngon. Đụng nó ăn thôi chứ phân biệt gì. Chả phân biệt gì, cái chúng là nó quất à. Con này chắc cũng được cỡ tầm 8 kg ha. Sai này cỡ 8 kg. Vô cái lưỡi không ngậm mà nó vô rồi. Cái lưỡi đó nó ôm vậy lắm á. Cái chừng nó xuyên qua họng rồi. Đây đây, đây. Rồi, để đè xuống. Xuyên qua cái mép luôn. Lưỡi đâu có ngạnh đâu. Mà do nó dính vô hẳn vô cái dành dính vô cái hàm đá. Thôi kỳ đâu mà kỳ. Cái lưỡi nằm xuyên qua ngay cái hàm đá nó kìa. Nó quấn vậy, nó quấn tùm lum rồi hết. Em từ gỡ cái lưỡi kìa trước. Rồi. Mệt. Mệt như chó. Cái con cá mệt muốn xỉu luôn. Rồi, đó qua. Đừng nghĩ nó lộn riết cái tờ. Này đem về mình, không. Đem về mà nhậu chứ là nó từng lùi nữa. Nhớt. Dựa nắm hết. Khoan, để lăn nó ngược lại bên này đi. Để lăn ngược lại bên này. Để lấy cái kìm gỡ cái lưỡi này mềm đó. Có kìm không? Có. Cái cần này giờ ta tưởng đâu nó đi đai chứ. Cái cần này con cá tra 5-6 kg anh kéo bình thường mà em. Cây hoa hổ thần long này
đâu có sợ. Mấy cá lớn cỡ 5-6 kg bắt bình thường. Ra rồi. Ngay cái đó là nó hết chạy mà sợ nó đóng giọng, hên là nó không đóng giọng. Nó đóng giọng vườn nhỏ này đứt liền. Nãy vô thấy nó, ủa nó quần ghét. Nghe nữa. Ra lưỡi rồi. Quấn cà lè mẹ. Đâu cần bắp đâu thấy không? Cám nó ngầm mầm. À Nhật. Nó. Đứt mẹ cặp lưỡi rồi. Giải ghét đứt cặp lưỡi luôn. Cảm giác hai chú mày ha. Ừ, mệt lắm luôn chứ. Tám ký. Rồi. Nghe. Má con gì bự lắm. Chấm nữa rồi. Không biết chấm hay chép nữa mà nó cũng bự lắm. Chép 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 chép. Có ai nhiệm thu không? Ăn miệng đàng hoàng đó. Con này khó chạy lắm. À, chạy khỏe ghê. Cá hồ này chạy khỏe lắm con. Hả? Mạnh lắm. Cá cỡ cái 6 cái 7 mà chạy như chó. Hả? Đây con cân cái vợt con, chú Hải bì cái vợt lại. Hang đang gỡ lưỡi kìa. Đây. Con rượu mà cố luôn trời. Nó quýnh tinh thơm với mày đó, mày quế lậu mà nó ăn vậy á. Ừ. Rượu hung hăng. Chị Phi mà ăn luôn hả? Chép. Phi nó cũng ăn mai quế lộ mà em. Mai quế lộ Phi cũng ăn như chó mà. Em về trước nha. Ok ok. Mày chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Bỏ kẹo, bỏ kẹo. Chép 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 chép. Đàng hoàng. Wow. Đó đó. Đó. Đẹp. Ăn mầm nâng quán. Đẹp. Đây lên luôn này. Lên. Hôm nay con không lấy tiền. Tiền dễ lấy cái bà câu lóc suốt á mà lo gì. Trời vô hồ con mà nói lóc nữa con là con giận á. Con này đầu tiếng hả? Đầu tiếng, đầu tiếng. Rồi căng đi. Cá bạn cá phi. Đi mấy, đi rưỡi. Bạn về trước nha anh Hải. Ok em. Vậy là coi vậy là nó muốn anh quýnh tới 5 giờ rồi. Ở đây quýnh 5 giờ mà. À. Mình nè. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Nè móc coi được nhiêu ký. Này hầu duyên quê nha anh em. Hôm nay được 3 con chép với 1 con chấm. Chấm chắc cũng đầu 8 à.
Để còn cân cái vỏ luôn là biết là ngon chấm ban đầu bao nhiêu liền. Néo anh đây. Với được cục soi 50k nha. Được nhiêu ký? 10 ký. Đó. 10 ký, mười ký vậy là con chấm là 6 ký mấy 7 ký. Chấm này hàng đầu, đầu này đầu 8 luôn chứ. Đầu 8. Chép này ba con này chắc ký rồi, chưa được ký rồi. Đấy vậy. Chép này con thả cái đợt đầu á chú hai. À. Thả đợt đầu thử nghiệm á chú hai. À, nó nhỏ nhỏ nhỏ. Dạ dạ. Còn sao? Chấm cũng đầu 8. Là 3 ký, 5 ký. Anh em. Soi 50k. Soi 50k. Chủ hồ. Cảm tên thơm rượu mai quế lộ. Có bán đâu, quảng cáo cho tụi nó bán. Ăn gì báo luôn. Rồi để em lấy cái điện thoại 1 phút quay cho nó đi để nó báo cá.